Đây là Tào Tháo, đây là Tào Tháo cầm kiếm, và đây là Tào Tháo cầm kiếm của con chim cúc cu, chim hót rằng. Chào mừng em đã quay trở lại Meroc KPI. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục Review Account. Chủ tài khoản lần này là một người rất thích sưu tầm những cái độc lạ, cụ thể là một người sưu tầm minh văn khủng. Ok, không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Tài khoản hôm nay đến từ Liên minh 42V, có cái tên là Tích Tích. Một cái tên nghe khá giống một nền tảng mạng xã hội nào đó. Mình đoán là mạng xã hội này là ở Trung Đông, bởi vì ở Trung Đông hay có mấy tiếng tích tích như này lắm. Liên minh đang ở là 42V, một liên minh Việt Nam. Có một cái tên cũng không thể nào đông lào hơn, đó là Một Việt Nam KVK. Chà, nghe đã thấy sĩ khí dâng cao đánh đầu thằng đó rồi. Thủ lĩnh liên minh này đang là Bốt Phúc Ha Cua. Về sức mạnh thì tài khoản này đang có sức mạnh là 100 triệu, đi kèm với đó là hơn 20 tỷ điểm tiêu diệt. Chưa hết, Bốt còn đang sở hữu 2 hồng đồ và 55 lần chiến thắng trước dương thần Osiris. Về phần sức mạnh tối đa, Bốt đã từng đạt ngưỡng sức mạnh là 211 triệu ở thời kỳ sung mãn nhất. Điểm chết của tài khoản này cũng đạt đến con số là 75 triệu. Tài nguyên bên ngoài màn hình thì Bốt đang có tầm độ 23 tỷ, trong đó nổi bật nhất là 10 tỷ vàng và gần 600.000 gem. Nhà Bốt này thì chắc là kinh doanh vàng bạc đá quý rồi em ạ. Về bộ sưu tập nhà, Bốt thì đang có nhà quốc dân KVK1, nhà vườn treo Babylon tăng tấn công bộ binh, tiếp theo là nhà Diệp Phi, tiếp đó là nhà máu cung có tên là pháo đài Amber. Dưới này thì còn có thêm cái tiếng gọi Vĩnh Hằng tăng 15% tấn công kỵ binh. Theo sau đó là nhà OL. Nhà OL này thì thuộc tính không ngon lắm, có điều là khá đẹp, mang tính sưu tầm và chủ yếu làm kỷ niệm. Cuối cùng là nhà máu cung 30 ngày. Nhà này thì chắc là Bốt ngủ quên hoặc là không muốn đua. Để xem hiện tại như nào nhá. Cụm này thì vẫn chưa mở bắt bảy ở thời điểm mà mình edit video này. Chúng ta sẽ cùng mò mẫm xem là công nghệ pha lê của Bốt đến đâu rồi. Ai chà, cũng gần mắc tech rồi anh em ạ. Tech 6 đạo, 7 đạo mở cả rồi. Còn lại một số nhánh nho nhỏ nữa. Mấy nhánh này thì không tốn nhiều pha lê đâu. Tiếp theo là chúng ta đến với túi đồ của Bốt. Tài nguyên của Bốt là khá đa dạng phong phú, cứ như là cái túi thần kỳ của Doraemon vậy. Cần cái nào là có ngay cái đó. Điển hình ở đây chúng ta có tới là 1 triệu 2 dương tài nguyên cấp 1, 600 tài nguyên cấp 2. Dưới một chút nữa là rất nhiều điểm VIP và rất nhiều đá quý. Kéo xuống thì một biển trời tài nguyên luôn. Bốt này mà bay về KVK2 là đánh khỏe re. Mấy ông bán KVK2 mà gặp mấy bốt kiểu này thì đúng là móm toàn tập. Còn tăng tốc thì sao? Tăng tốc huấn luyện và tăng tốc chữa lành thì còn ít, chứ tăng tốc chung thì lại trái ngược hoàn toàn. Với tư duy logic phối hợp cùng khả năng vận động các đầu ngón tay, mà cụ thể hơn là bấm máy tính, thì mình cũng tính được là chỗ tăng tốc này loanh quanh là 8 năm. Tiếp theo là đến vật phẩm tăng mạnh thì chúng ta còn rất nhiều bắp để chiến đấu, nói chung là xài không hết đâu anh em, thoải mái luôn. Thiết bị thì Bốt có khá nhiều nguyên liệu và dương bản vẽ. Để xem nào. 1, 2. A few moments later. Và sau một hồi đếm thì ở đây chúng ta có 58 món cam. Nếu mà tính luôn đồ farm với lại cả vũ khí VIP nữa thì con số là lên đến 64. Giờ thì để xem có bao nhiêu món quota lần nhá. 45 đến 46 món quota lần anh em ạ. Nick này đánh Overfield thì mạnh như rồng như hổ luôn. Vũ trang thì đang có một số dương và rất nhiều vũ trang đẹp, chắc chắn là Bốt ém hàng đây mà. Mục khác thì Bốt đang thủ sẵn rất nhiều vé số lung linh để chờ sự kiện ngon là nạp vào và ăn ngay khỏi mất công loay hoay. Dưới này thì vé bay hộ chiếu ở tận 114 vé, mấy đồ linh tinh các thứ cũng khá nhiều. Về phần chỉ huy, tài khoản này chiêu mộ được rất nhiều anh tài và lại đến lúc mình trổ tài tính nhẩm. Nhiều đây thì có tổng cộng là A few moments later. 59 chỉ huy mắc anh em ạ. Ok, vậy là các Bốt chưa bị các tướng công trình kéo vào lối chơi tà đạo nên là có vẻ là Bốt chưa muốn động đến họ. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem binh chủng top 1 server hiện tại, bộ binh trước. Ta có ở đây là Taric, Pyhurt và Leonidas chưa mắc. Taric thì còn xa, riêng Pyhurt và Leonidas thì gần như mắc. Leonidas thì kỹ năng là 2555, nhưng mà không sao. Quan Vũ tin anh, quan dân Sparta tin anh, chỉ riêng chúng tôi là méo thể tin anh được. Còn giàn tướng gần như đã hội tụ đủ mọi thứ thì Bốt gần như có thể làm Ki Rally kiêm luôn là Ki đồn chú siêu khỏe. Đồn chú thì có chị đại Gogo ở đây rồi. Rally thì tạm thời hơi không có tướng, chứ sắp tới thì mảng Rally bộ binh lại một bước lên mây rồi, bởi có hai chỉ huy mới siêu khủng mà. Đánh Owen Field với bộ binh thì cũng cực kỳ mượt với Lưu Triệt, Alex, Quan Vũ, CPO. Tài khoản này thì vẫn còn 700 tượng vàng cơ, bộ binh của Nick này còn mạnh hơn nữa thôi chứ không thể yếu đi được. Bộ mới mà kẹp với Lucian Ali hay là kẹp với Pakan đều ổn. Thậm chí là siêu cấp phối hợp thì kẹp luôn Attila trong các định dạng KVK có bí vật luôn. Tiếp đến là kỵ binh. Kỵ binh thì Bốt đang đầu tư khá đầy đủ với hầu hết những vị chỉ huy quan trọng, trừ B Trần, Janzika và Charagupta. Ba con này thì hơi Amita rồi nên là cũng không cần lên nữa. Kỳ thủ cứng nhất hiện tại là Eleanor thì Bốt cũng mắc luôn rồi. Có thể kết hợp cùng với Zawiga hoặc là Hera để thủ Michup. Tiện đây thì mình cũng xem qua các dàn tướng lãnh đạo thì có vẻ như ở Bốt cũng có hết mọi tướng lãnh đạo chuyên dụng rồi. Hera thì khỏi phải nói luôn, luôn nằm trong top 10 người mà mình luôn tin tưởng, giữ nhà tốt,
giữ công trình tốt, kéo man rợ cũng cực kỳ tốt. Dưới này thì còn có cả Lữ Bố, vừa ngầu vừa mạnh, nhưng tiếc là game nào chứ không phải là game này. Ngoài ra thì còn có Võ Tắc Thiên, nếu mà bot muốn bay về KPK 2 lùa gà, thêm cả Honda me mẹt để kẹp vào đánh Open Field cũng rất ngon. Trên cùng còn có cả Chazan, con này giờ đánh hẻm núi thôi chứ đánh đồng thì mình đánh giá quá cá đuối rồi. Đuối quá thì phải làm sao nhỉ? Thì anh em có thể tìm đến với GPE Team, ở đây chúng mình có mọi tài khoản mà anh em cần. Chi tiết hơn thì liên hệ mình theo đường dẫn dưới phần mô tả nha. Về phần cung thủ, bot cũng đang sở hữu cho mình một lực lượng hùng hậu với những cái tên cộng cái như là Herman Prim, Henry, Bodica, Nebu, Adhu, Gia Cát Lượng, Jisungi, Tomirit. Bot chỉ chưa mắc bộ ba đó là Dido, Thutmose và Cyrus. Để ý thì mỗi loại bot chừa ra đúng 3 nhân vật không mắc. Không biết là bot có ý đồ gì hay không hay chỉ là một sự ngẫu nhiên nào đó. Thôi, tôi đã nói là ông xem ít Conan lại mà. Chà, tổng hợp lại thì tài khoản này đang khá đầy đặn, điện nước đầy đủ, đủ tướng cho mọi mặt trận chiến đấu từ Open Field tới Rally hay đồn trú. Cái gì cũng có mà toàn là tướng xịn xò hợp meta thôi. Để xem với dàn tướng chất lượng như này thì đồ đạc bot như nào nhá, liệu có đáp ứng được không. Bắt đầu với Hán Vũ Đế Lưu Triệt, chúng ta có một set 8/8 món, nhìn là muốn tuyển dụng về đội luôn. Trong đó có set 4 món đế chế, và theo kinh nghiệm tình trường, à không, theo kinh nghiệm chiến trường của mình thì set này sẽ hợp với việc đánh Open Field hơn, bởi vì mốc 4 này cho tốc độ di chuyển. Biểu trưng thì level 2 mic, level 4 cũng khá ổn. Trang sức thì nhẫn sừng để tối ưu hóa sát thương và hồi nộ nhanh. Vũ trang thì đẹp như mơ với 6 cái minh văn, trong đó có 2 minh văn hiếm. Nghênh chiến thì 10% đổi 100 nộ lấy 35% sát thương thường. Lực công là thưởng thêm sát thương thường, và hai cái này quá hợp với Lưu Triệt rồi. Truy đuổi thì gây thêm sát thương khi kẻ địch còn thấp máu. Cái này thì đánh Field hay Rally cũng ngon hết. Còn ba cái minh văn còn lại thì tăng 3 loại chỉ số cơ bản thôi. Set này thì chỉ số cơ bản không cao, nhưng mà dàn minh văn thì quá chất lượng, dùng được hết 100% và không có dòng nào là lãng phí. Chấm điểm 9/10 vì không có minh văn huyền thoại. Mạnh thứ nhì sẽ là tù trưởng Herman với 8/8 món talent, trong đó là 5 món biểu trưng level 5, sừng nhẫn thì level 2. Dự là set cung này Rally thì cháy phải biết. Chà, mình thắc mắc là Lưu Triệt khỏe đến thế, tại sao không có vũ trang cam? Hóa ra là kẻ đang nắm giữ chúng là Herman. Đập vào mắt chúng ta là ba cái minh văn huyền thoại rất mạnh mẽ, đó là cân bằng, bất khả chiến bại và thợ săn. Đi kèm đó là một cái vệ binh để tăng chống chịu. Về phần chỉ số thì ở đây chúng ta có 24% chỉ số cơ bản, 1,5% mọi thiệt hại và bonus thêm 1,5% tốc độ di chuyển nữa. Nói chung là cũng loanh quanh 30% chỉ số. Cơ mà quả ba minh văn huyền thoại này nó là kiểu cháy sườn cơm tấm rồi anh em ạ. Số tài khoản có bộ minh văn VIP như này thì bây giờ không có nhiều đâu anh em. Chiến tướng tiếp theo sẽ là Hoa Khứ Bệnh với một set là 7/8 món talent, trong đó có 2 món từ set địa ngục để tăng máu, còn lại là 2 món lẻ cũng để tăng máu, còn lại nữa thì là 2 món đồ KVK và 2 trang sức. Set này thì rất nhiều máu, biểu trưng cũng mạnh với 4 món level 5 và 3 món level 4, còn lại thì mũ biểu trưng level 2, cũng là một set kỵ binh rất khỏe với biểu trưng cao ngất ngây con gà Tây. Không ai dự đoán thì vũ trang cũng không hề thua kém so với hai ông trước đó. Thì ở đây chúng ta có Hoa Khứ Bệnh với 6 minh văn, trong đó có một cái thợ săn. Các minh văn còn lại là tăng tốc độ chạy, tăng phòng thủ, tăng sát thương khi rally và giảm sát thương kỹ năng. Chỉ số cũng loanh quanh đâu đó là 26%, nhưng bù lại thì dàn minh văn xịn phải biết. Kế đến set là Quan Vũ, set này thì có 6 món talent, trong đó 2 món trong set đế chế lại là các món lẻ. Tất cả đều có biểu trưng, riêng giày thì được lên biểu trưng level 5. Cái này thì chắc là do mua dễ quá, tại vì bản vẽ có trong shop hẻm núi. Tiếp tục đó là combo 6 minh văn với 3 minh văn hiếm. Trời ạ, ông trùm minh văn anh em ơi. Ở đây thì chúng ta có Cuồng Chiến và Thù Hận giúp hồi nộ, sôi máu thì tăng sát thương kỹ năng, chống địch phản công cứng cựa thì tăng các chỉ số chống chịu. Chung quy lại thì đây vẫn là một bộ vũ trang xanh sạch đẹp với dàn minh văn chất lượng đi cùng. Chưa hết, ở đây chúng ta vẫn còn Chai Gian. Không biết là Chai Gian này đi hỗ trợ hay đi thẳng vào lòng địch mà tay không đấm địch đây. Bộ trang bị nhìn khá là chất lượng, tiếc là mấy món này hơi cũ, up lên được set lãnh đạo mới thì ngon hơn. Và có thể anh em nào chưa biết thì ngày xưa chưa có set lãnh đạo thì các bot phải dùng set này. Set này thì có 6 món talent rồi, biểu trưng thì mic level 2, level 3. Đồ hỗ trợ thôi mà bot nâng cấp nhiều, có khi xịn xò hơn đồ chủ lực của nhiều anh em F2P ấy nhỉ. Mình nghĩ vũ trang của Chai Gian thường sẽ là một nồi lẩu thập cẩm, nhưng mà không. Đây là lần đầu tiên mình thấy Chai Gian xanh sạch đẹp như thế này. Ý ông là trước giờ tôi dơ là hay gì? Ok, 20% chỉ số bonus thêm 3,7% tốc độ di chuyển nữa, đỡ lù lù hơn bao nhiêu rồi. Vẫn còn đó, chúng ta có Nesky. Set này thì khá lạ lùng chim én với 4 món, nhưng mà lại không dùng áo theo set mà là dùng áo lẻ. Còn găng tay Nava thì lại không được dùng, mà thay vào đó là găng địa ngục theo set. Ok, set này thì ít máu nhưng mà nhiều sát thương hơn. Bốt mà, sát thương to dứt điểm cho nhanh. Chỉ có mấy anh em F2P như mình sợ hẻo sớm thì mới build đồ theo máu thôi. Set này thì có biểu trưng level 2, mix level 3 rồi. Vũ trang cũng là 6 món minh văn nữa.
chắc mình phải gọi bot là anh Sáu hoặc là chú Sáu mới được. Chỉ số thì vẫn loanh quanh là 25%, thêm 1% mọi thiệt hại nữa. Bot đúng kiểu là cái gì cũng được, chứ Diêm Minh Văn là phải nhiều, phải đẹp và phải độc. Trở lại với nữ tướng Bodhika, trên người nàng thì đang có 4 món thuộc set hàm rồng giúp tăng tấn công và thiệt hại kỹ năng, và thêm 2 món KVK để tăng thêm nhiều chỉ số. Set này thì được 4 món talent, vẫn có biểu trưng level 3 anh em ạ. Bot bị OCD hay sao ấy, phải có biểu trưng thì bot mới chịu. Đến nước này thì có nói là Bodhika mang một set vũ trang loanh quanh là 30% chỉ số với 6 cái minh văn thì mình cũng không hề bất ngờ nữa. Quá thật như vậy. Trong số đó chúng ta có combo tăng sát thương kỹ năng gây ra. Minh văn này thì mình xếp hạng là đâu đó phải ngang tầm minh văn hiếm. Chỉ huy chính dùng kỹ năng xong sẽ bắp sát thương kỹ năng cho chỉ huy phụ, giống như kỹ năng số 4 của Nesky. 5 cái còn lại thì bắp thêm chỉ số thôi, nhưng mà cũng rất là ngon lành. Đạo thứ 8 của bot là Hera. Hera của bot thì mặc đồ chơi chơi thôi. Cần thì bot rèn thêm vài món lọng gió hay là rèn thêm vài món cam rẻ rẻ nữa để ở nhà gác cổng là được rồi. Attila thì bot cũng ưu ái thêm một set vũ trang có 25% chỉ số và có thêm một minh văn phản công. Theodora cũng có vũ trang luôn, hẳn combo mới ghê chứ. À mà quên mất là chưa check Hera. Vũ trang của Hera thì đúng là một bát cháo lòng full topping rồi, cái gì cũng có. À mà cũng không thể check được, Hera thì thủ nhà mix chup mà, cái này xài ngon. Ngoài ra thì bot cũng bỏ qua Zamba lời đàm tiếu linh tinh và lên hẳn Bailey để sầu bam cho gắt. Với mình thì Bailey chẳng khác gì một loại động vật quý hiếm và cực kỳ cần được bảo tồn. Cụ thể ở đây là báo. Tiếp theo thì chúng ta xem qua cách ghép cặp của bot. Đầu tiên đó là Hermen ra các lượng. Đạo này thì sẽ xuất hiện đầu tiên bởi vì tốc độ hành quân khá chậm. Nhưng mà theo mình là nên để ra các lượng Hermen sẽ mạnh hơn. Tiếp theo đó là Quan Vũ Scipio, hoặc khứ bệnh Zanpe, Nesky William. Lưu Triệt Alex thì như mình nói nhiều lần rồi thì là một đạo bộ binh kiếm kill xuất sắc, cực kỳ ngon nghẻ. Bodhika Adhu để thêm sát thương và chai gian Athea để bắp. Bot vẫn dùng chai gian, mình thì nghĩ bộ mới ra thay vào chai gian này là ổn áp luôn, chứ chai gian hiện tại không có nhiều sát thương, thành ra là chả khác gì đem theo một bao cát di động cả. Đấy là góp ý của mình thôi, còn nghe hay không là tùy bot. Ok, và xem lại một chút thì đây là cụm KVK Zid A. Liên minh 42V đang đứng top 3 kill point, sức mạnh là 13 tỷ và kill point là 579 tỷ. Về mặt sức mạnh cá nhân thì bot đang đứng ở đâu đó là hạng 81. Top 1 thì hình như cũng là một bot Việt Nam tên là Việt Nam KKGI với sức mạnh là 250 triệu và kill point là 11 tỷ. Quá ác chiến anh em ạ. Ngoài ra thì chúng ta có thêm bot Dragon nữa này, bot Libra VN nữa, rất nhiều bot Việt Nam. Về kill point của cụm này thì riêng bot là xếp hạng 4 rồi. Nói chung là có máu mặt anh em ạ. Bot chỉ xếp dưới mấy ông là 2298. Và có vẻ như 2298 là một kingdom rất mạnh trong cụm này. Và được rồi, để mình xem bot đánh đấm thế nào nhá. Nick này thì đã hy sinh ở gần 3 triệu 7 lính, tương ứng là đã giảm được 37 triệu sức mạnh rồi. Và sức mạnh của bot thì hiện tại chỉ đang ở ngưỡng 100 triệu. Và mình nghĩ là bot nên chơi kiểu dè chừng một chút. Có sầu oan thì cũng chỉ nên sầu oan trong kinh zone mà thôi, nếu không là hết lính đấy. Và đó là toàn bộ thông tin của tài khoản bot Tích Tích. Tới đây thì video review account của bot Tích Tích với dàn minh văn 6 món full topping hấp dẫn cũng kết thúc rồi. Nếu bạn muốn mình review thêm các tài khoản khác hay ho và thú vị hơn nữa thì cứ tự nhiên mà comment ở phía dưới nhá. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.